Xin chào tất cả anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại kênh Game Lậu Mobile. Thì hôm nay mình tiếp tục giới thiệu đến anh em một con game mới, một cổng game mới nữa nha anh em. Thì con này là con Liên Minh Nhẫn Giả nha. Thì đây là một cái server revive nha anh em, có cả là Android lẫn iOS luôn. Thì con này là sẽ chính thức open server mới ngày hôm nay luôn nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ đi gửi đến cho anh em những cái thông tin chi tiết của con này để anh em chơi ha. Thì trước tiên thì anh em sẽ đi tải game nha anh em. Rồi đây là cái fanpage chính thức của con là Liên Minh Nhẫn Giả nha anh em. Thì con này sẽ chính thức open server 2 vào lúc 12 giờ ngày 7 tháng 9 năm 2024 nha anh em. Thì anh em có thể tải cái con này tại cái đường link là nemogame.com nha anh em. Đây, đây là cái trang chủ của cái con game này nha anh em. Thì ở đây nó có là link Android nè, link iOS nè. Thì anh em chỉ cần click vào là nó sẽ tải về nha anh em. Anh em nào cần hỗ trợ thì có thể liên hệ AD ha. Thì thông tin của AD mình sẽ để trong phần mô tả của video này nha anh em. Rồi thì con này á, là sẽ free cho mấy anh em là một cái bộ cô đi tân thủ như thế này nha anh em. Thì anh em sẽ nhập nó trong phần quản lý tài khoản của mấy anh em ha. Anh em có thể làm thêm cái nhiệm vụ like share để anh em nhận thêm cái quà like share là 10 triệu kim cương nha anh em. Đặc biệt cái con này á, khi mấy anh em tạo tài khoản á, thì anh em sẽ nhận được 10 triệu xu web nha anh em. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ đi vào phần quản lý tài khoản của mấy anh em để mấy anh em thấy được cái su web nha anh em. Thì đây là cái phần quản lý tài khoản ha, thì mình đã đăng nhập vào. Khi mấy anh em tạo tài khoản á, thì mấy anh em sẽ nhận được 10 triệu su web nha anh em, đấy rất là ngon nha. Thì trong này á, là nó cũng có những cái phần mấy anh em chơi như là tích nạp nè, event đại lễ nè ha, và phần gift code, thì anh em sẽ nhập gift code vào nha anh em. Thì gift code á, là nó gợi ý sẵn cho mấy anh em ở đây luôn, anh em chỉ cần copy dán vào và xác nhận thôi nha anh em. Thì ở đây anh em nhớ là chọn server nha. Thì server 2 sẽ chính thức open vào ngày hôm nay nha anh em, ngày 7 tháng 9 năm 2024 nha. Thì ở đây mình đang làm demo trên server 1 nha anh em. Rồi thì anh em sẽ lần lượt nhập tất cả các cookie vào nha anh em. Đây là cái cookie tân thủ, cookie chung ha. Thì anh em có thể săn thêm cookie chơi những cái event hoặc tham gia group đồ các kiểu ha anh em. Để anh em săn thêm những cái cookie mấy anh em chơi ha. Thì đây là bộ cô đi tân thủ full nha anh em. Rồi mình sẽ lần lượt là nhập tất cả ha, để mình xem là cho những gì nha anh em. Thì con này cho mấy anh em cái su web cũng ngon anh em. Rồi mình đã nhập xong tất cả các phần thưởng ở đây nha anh em, phần thưởng cô đi tân thủ ha và cái su web nha anh em. Thì cái su web này á, là để mình xem ở đây là không có cửa hàng, để mình xem mình vào game mình mua thử ở trong game thử có được hay không nha anh em. Rồi mình sẽ quay trở lại game ha. Ở đây thì mình sẽ nhận full thư nha anh em, thì mình sẽ nhận tất cả ha, nhận nhanh nè. Đấy, đây là toàn bộ cái phần thưởng cô đi tân thủ của mấy anh em ha. Đây rất là nhiều luôn, thì mình để mình vào mình xem có được những gì nha anh em, xem có tướng hay không ha. Ở đây thì mình thấy là hộp FB nè, hộp đồng nè, hộp tùy chọn Ninja BR, BR nè, 50, để mình xem 50 này là 50 con tướng hay sao nha anh em, chắc 50 con tướng á. Mình lấy thử một con ha, thì mình sẽ lấy thử con này đi, rồi mình sẽ lấy một nha anh em. Đấy, như vậy là anh em sẽ được tặng tướng BR ha, 50 con. Đấy, rất là ngon nha anh em. Thì free như vậy là rất là nhiều nha anh em. Anh em có thể chiến cái server mới của con này ha. Rồi, mình sẽ lấy thêm một con nữa nha anh em. Lấy con này đi. Đấy, anh em thích con nào thì lấy ra con đấy nha anh em. Rồi, quá đẹp nha anh em. Cái bản này mình thấy làm như là AD này đã mod lại tí xíu hay sao, mình thấy những cái ký hiệu tướng ở đây thấy nó lạ lạ nha anh em. Thì anh em có thể chơi ha. Lạ lạ mà nó cũng vui nha anh em, cũng hay ha. Rồi, mình sẽ lấy con này ha. Thì khi mấy anh em tạo tài khoản thành công chạy nhiệm vụ đầu thì mấy anh em sẽ nhận được 10 triệu kim nguyên bảo. 10 triệu vàng nha anh em. Thì khi mấy anh em nhập cookie xong, mấy anh em được 180 m nè, vàng nè. Để mình thử cái su web để mình mua thử cái gói nạp nha anh em. Để xem
có ok hay không ha. Cho đến 10 triệu su web nha anh em, thì mình sẽ nạp thử cái gói là 10k đi, 10k đây ha. À, được anh em. Như vậy là 10 triệu su web là mấy anh em mua những cái gói quà ở trong game nha anh em. Để anh mua thử cái gói coin nè. Cái gói này là một 10k coin ha, 10k coin nha anh em. Đấy, rất ok nha. Thì con này free cho mấy anh em cũng khá là nhiều nha anh em. 50 con tướng đỏ luôn và 10 triệu su web và vàng nữa ha. Đây, xem cái phần VIP nha anh em, thì anh em sẽ mua những cái gói nạp thì anh em sẽ lên được VIP ha. Rồi thì server 2 sẽ chính thức open ngày hôm nay nha anh em. Vào lúc 12 giờ ngày 7 tháng 9 năm 2024 nha anh em. Anh em có thể tải game về cài đặt mà chơi ha. Rồi thì toàn bộ link của con này cũng như Cody mình sẽ để trong phần mô tả của video này nha anh em. Anh em vào mà lấy với mình nha. Anh em nhớ cho mình một like, một share và một lượt đăng ký kênh nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Whenever you need my love, need my love.